Tượng gỗ đẹp Phúc Tấn xin chào anh chị và tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì tượng gỗ đẹp em sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một tác phẩm Tam Cốc Trấn Bình, chất liệu bằng gỗ lu kháo của bên em. Đó, hoa lu rất là đẹp và tuyệt vời luôn ạ. Và em sẽ quay gần lại cho các chị anh chị tác phẩm này nhé. Ở đây các bác ơi. Đó. Như các bác có thể thấy đây ạ, hoa lu của Bình bên em đây. Rất là đẹp này. Hoa lu kín mít, các bác nhìn rất là đẹp luôn ạ. Sau khi em đảm bảo các bác sau khi nhận tác phẩm này thì các bác rất là ưng ý với hoa lu và chi tiết đục rất là kỹ của bên em nhé. Đó, bên em đục rất là kỹ và sắc nét luôn ạ. Đó, những cụ cốc thiệp thử đây. Đó, bên em đục rất là đẹp nhá. Đó, những cụ cốc thiệp thử đang ngậm bao tiền này, ngậm đồng tiền. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đó, tác phẩm này bên em chế tác đục rất là tuyệt vời. Ở những bên em đục chế tác những cụ cốc thiệp thử này tượng trưng cho sự chiêu hút hút tài hút lộc này. Đó, để bỏ vào bao tiền các bác nhá. Đó, để bỏ vào chung tiền này các bác ơi. Đó, những cụ cốc thiệp thử này bên em đục này đang gấp những đồng tiền vàng bỏ vào trong bao tiền này cho gia chủ đấy ạ. Đó, tượng trưng cho sự hút tài hút lộc về cho gia chủ đấy các bác nhá. Đó. Ngoài ra thì tác phẩm này thì Tam Cốc Trấn Bao Bình Phú Quý này còn có ý nghĩa về phong thủy là mang lại sự may mắn này, hút tài hút lộc và phát triển trong phát đạt trong kinh doanh buôn may bán đắt các bác nhé. Đó, và kích thước tác phẩm này sẽ đọc cho các bác, chiều ngang của tác phẩm này là 68, sâu là 46 và chiều cao tác phẩm này là 32 ạ. Chất liệu bằng gỗ lu kháo các bác nhé. Đó, bên này bên em còn có đục một cuốn thư này, chế tác một cuốn thư bên em có gắn chữ vạn sự như ý. Đó, bạn sự như ý lên trên trông rất là đẹp. Và tác phẩm này thì em xin báo giá luôn với các bác, tác phẩm này thì bên em bán giá là 8.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nha. Đó, rất là tuyệt vời, rất là đẹp đấy ạ. Em sẽ quay một vòng tác phẩm này cho các bác đây, em sẽ quay một vòng tác phẩm này cho các bác. Vâng, các bác ở đây mặt sau tác phẩm các nhá, mặt sau tác phẩm ạ. Đây thì cụ cốc này thì đây. Lưng của cụ cốc này thì bên em để gai lu tự nhiên đây này. Đó, trên lưng của cụ này đang bên em để gai lu tự nhiên trông rất là đẹp. Đó, em sẽ quay lại mặt trước các bác đây, em quay lại mặt trước. Những cái chữ này là em dán vào các bác nhá, em dán vào ạ, không phải em đục chế tác liền với tác phẩm đâu. Đó, những chữ và đồng tiền thì bên em có là đục chế tác dài. Đó, những đồng tiền cũng là đồng tiền dài bên em gắn vào ạ. Đó, tác phẩm này rất là tuyệt vời các bác nha. Đó, em đọc lại kích thước các bác lần nữa này. Kích thước chiều ngang là 68, chiều sâu tác phẩm này là 46 và chiều cao tác phẩm này là 32. Chất liệu gỗ lu kháo nhé, các bác có thể nhìn thấy tác phẩm này hoa lu rất là tuyệt vời luôn ạ. Đó, hoa lu kín mít luôn. Đó, nhìn hoa cả mắt luôn các bác ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời tác phẩm này. Và tác phẩm này thì bên em bán với giá là 8.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển đấy ạ. Bác nào muốn chốt và sở hữu tác phẩm này thì các bác có thể comment dưới phần bình luận là chốt và để lại cho bên em xin số điện thoại các bác nhé. Hoặc là các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua số hotline của bên em 0389889968 ạ. Đó, các bác có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại đó để đặt hàng sở hữu tác phẩm này các bác nhé. Hoặc là các bác muốn tư vấn về tác phẩm là nào bên em thì bác cũng có thể liên hệ với số trực tiếp với số hotline đó của bên em ạ. Và bên để có thể được bên em tư vấn và tư vấn chi tiết và nhanh nhất cho các bác nhé. Đó, một tác phẩm Tam Cốc Trấn Bình rất là đẹp. Thì tác phẩm này thì các bác đặt trong nhà thì sẽ chiêu hút tài lộc cho các bác này. Đó, mang lại sự bình an, may mắn và giảm thiểu những rủi ro ở trong công việc này. Đó, những công việc làm ăn của các bác đấy ạ. Đó, sẽ gặp nhiều may mắn các bác nhé, phát đạt trong kinh doanh. Rất là tuyệt vời tác phẩm này ạ. Đó, một tác phẩm rất là tuyệt vời, rất là đẹp của anh em. Hoa lu kín mít bình luôn. Đó, rất là tuyệt vời các bác nhé. Đó, và bây giờ thì em xin kết thúc video đây này. Đó, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Và các bác xem video này thì hay, bác hãy để lại cho bên em xin một like này. Bác nào mới xem kênh YouTube của bên em và các bác chưa đăng ký đấy ạ, thì các bác hãy đăng ký kênh YouTube của bên em để có thể theo dõi và cập nhật những video, những clip mới nhất của bên em đưa lên. Đó, biết đâu đó các bác đăng ký bên em thì khi bên em đăng lên một tác phẩm nào mà các bác ưng ý
thì nó sẽ gửi thông báo về sớm nhất cho các bác để các bác có thể sở hữu được tác phẩm đó các bác nhá. Bây giờ em xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian để xem video và ủng hộ bên em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.